chẩn trị trung y kỳ tinh. Phòng khám chúng tôi với các thầy thuốc nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng trực tiếp chẩn trị, chuyên chữa trị các chứng bệnh mãn tính như bệnh phong thấp, viêm họng, viêm mũi, bệnh gan, cao huyết áp, trúng phong bại liệt, bệnh da liễu, bệnh tiểu đường, bệnh phụ khoa và các chứng bệnh nam giới. Phòng chẩn trị trung y kỳ tinh chúng tôi hoan nghênh các quý bệnh nhân đến tư vấn và chữa trị. Địa chỉ số 788 đường Hồng Bàng, phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 08-243-3461. Mạng điện thoại di động Vinaphone. Thông báo về việc áp dụng quy định quản lý thuê bao trả trước từ ngày 1 tháng 1 năm 2008. Thực hiện quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT ngày 4 tháng 10 năm 2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Mạng điện thoại di động Vinaphone xin thông báo sẽ chính thức áp dụng quy định quản lý thuê bao di động trả trước kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 theo các nội dung sau. 1. Khách hàng qua mạng dịch vụ di động trả trước của Vinaphone từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 cần thực hiện đăng ký thông tin về số thuê bao, họ tên, ngày tháng năm sinh và số chứng minh nhân dân tại các điểm bán hàng trực thuộc các bưu điện tỉnh, thành phố và các đại lý ủy quyền của Vinaphone trên toàn quốc. Đối với các doanh nghiệp hoặc tổ chức cần đăng ký thêm thông tin về tên và địa chỉ của doanh nghiệp hoặc tổ chức. Đối với khách hàng là người nước ngoài cần đăng ký số hộ chiếu và quốc tịch. Đối với trẻ em dưới 14 tuổi cần có bố mẹ hoặc người giám hộ đăng ký thay. 2. Các thuê bao di động trả trước đang hoạt động trên mạng Vinaphone được yêu cầu đăng ký lại thông tin trong thời hạn từ 1 tháng 1 năm 2008 đến ngày 31 tháng 12 năm 2009. Sau thời hạn này, nếu không đăng ký thì Vinaphone có quyền chấm dứt dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Để đăng ký, thực hiện nhắn tin VK đến số 1414 để được hướng dẫn. Các thuê bao đang hoạt động nếu chưa thực hiện đăng ký lại thì nếu bị khóa dịch vụ một chiều hoặc hai chiều từ ngày 1 tháng 4 năm 2008 sẽ được yêu cầu đăng ký dịch vụ tại các điểm bán hàng được Vinaphone ủy quyền. Mọi chi tiết xin liên hệ 18001091 hoặc website www.vinaphone.com.vn. Vinaphone xin trân trọng thông báo và mong nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Mừng Xuân Mậu Tý, từ ngày 5 tháng 1 đến 5 tháng 2 2008, quý khách mua đồng thờ phụng tại cửa hàng của công ty Đại Phát từ 1.4 triệu đến 2 triệu, tặng con linh giáp 135.000 đồng, trên 2.1 triệu tặng bình bông hoa cúc tượng Quan Công 310.000 đồng, trên 3.2 triệu tặng bình bông Lào, bình bông hoa cúc 475.000 đồng, trên 4.8 triệu tặng con chuột mang túi vàng 855.000 đồng, trên 6.6 triệu tặng con chuột mang túi vàng 2 bình bông Lào 1.410.000 đồng. Cơ sở sản xuất y học cổ truyền Thế Cường xin giới thiệu Tiêu Phong thanh gan tố, mát gan, thanh huyết, dụng trường, trị táo bón và các chứng bệnh ngoài da, nổi mề đay, ngứa, mụn nhọt. Kỷ ô bổ thận tinh, bổ thận, tăng sinh lực, trị đau lưng, nhi mộng tinh, tiểu đêm, người có tinh trùng yếu. Điều kinh dưỡng huyết tố, công dụng, điều kinh dưỡng huyết, khí hư bạch đới, kinh nguyệt không đều, đau bụng khi hành kinh. Bách bộ chỉ khái lộ, trị các chứng ho khan, ho khò khè, ho do bị cảm. Kiện nhi tố, bổ tỳ ôn vị, dưỡng tâm bổ khí. Trẻ em suy dinh dưỡng, biến ăn khó ngủ, đổ mồ hôi trộm. Hầu cốt chỉ thống hoàng, trị phong thấp, nhức mỏi, đau lưng, đau các khớp. Kỷ ô bổ thận hoàng, bổ thận tăng sinh lực, trị đau lưng, di mộng tinh, tiểu đêm, người có tinh trùng yếu. Bát trân hoàng, bổ khí huyết, thiếu máu, người mệt mỏi, tê tay chân, chóng mặt, ăn không ngon miệng. Điều kinh dưỡng huyết hoàng, công dụng, điều kinh dưỡng huyết, khí hư bạch đới, kinh nguyệt không đều, đau bụng khi hành kinh. Bổ trung ích khí hoàng, công dụng, bổ dưỡng nguyên khí, người bị hụt hơi, sa dạ con, trĩ nội, trĩ ngoại, phụ nữ yếu dây chằng, khí suy, đất cục, kém ăn, ớn lạnh. Thank you.
tìm người thân. Bà Aliza Nguyễn là vợ và con gái tên Victoria Huỳnh, hiện cư ngụ tại 69 Edwin Street, Quincy, MA 02171 USA. Nay chúng tôi muốn tìm chồng và cha là Huỳnh Minh Trí, sinh ngày 5 tháng 5 năm 1960, đã về Việt Nam từ ngày 12 tháng 10 năm 2003 đến nay, chưa quay lại Mỹ và mất hẳn liên lạc. Ai biết được tin tức về ông Huỳnh Minh Trí, xin vui lòng liên lạc điện thoại 090-522-5164 gặp chị Trang. Chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ. Tìm người lạc, tìm em tên Phạm Công Khoa, 29 tuổi, bị tâm thần. Đi lạc tháng 4 năm 2006. Nếu ai biết thông tin của em Khoa ở đâu, xin vui lòng báo về địa chỉ số 47 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, điện thoại 511-5139, 093-322-5292. Xin cảm ơn và hậu tạ. Tìm người thân, con tên Võ Văn Kỳ, 45 tuổi, tìm cha tên Võ Văn Ninh, khoảng 65 tuổi, đạo Cao Đài, bà nội bị mù. Trước năm 1975, cha làm trong xưởng in nhà báo. Hiện nay cha ở đâu, hoặc ai biết thông tin của cha tôi, xin vui lòng gọi số điện thoại 090-314-0450. Xin cảm ơn và hậu tạ. Mất giấy tờ. Ngày 29 tháng 12 năm 2007, từ hồ bơi quân khu 7 đường Hoàng Văn Thụ đến đường Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình, tôi có đánh rơi một bóp giấy tờ, trong đó có một giấy đăng ký ô tô biển số 52V4791 mang tên Bùi Lê Quân, một giấy đăng ký mô tô biển số 51F87447 mang tên Nguyễn Thị Phương Dung, hai giấy phép lái xe ô tô và mô tô mang tên Lữ Hoàng Lâm và một số giấy tờ khác. Ai nhặt được xin vui lòng liên hệ địa chỉ quán cây xoài số 33 đường Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình, điện thoại 0884575506, 090-722-2899 gặp anh Lâm. Xin cảm ơn và hậu tạ. Thông báo mời thầu. Công ty OH Long An Việt Nam là công ty 100% vốn nước ngoài, đặt tại cụm công nghiệp Long Cang, Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, chuyên sản xuất thức ăn thủy sản. Khoảng tháng 6 năm 2008 sẽ đi vào hoạt động. Công ty mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu xây dựng văn phòng nhà xưởng với diện tích 30.000 m2. Ngoài ra, công ty thường xuyên tuyển dụng các nhân viên có tay nghề. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty OH Long An, cụm công nghiệp Long Cang, Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, điện thoại 072-726-666, 726-667, fax 072-726-665 hoặc ông Tao 094-814-8166, ông Cường 090-965-6578. Nhắn tin. Tìm anh Vũ Văn Sơn, 47 tuổi, đặc điểm cao 1m7, cụt chân phải, đi chân giả, tráng hói, tóc bạc, đi khỏi nhà ngày 2 tháng 1 năm 2008. Khi đi, mặc áo xanh ngắn tay, quần tây đen. Anh đang ở đâu về gấp, gia đình rất mong tin. Ai thấy anh Sơn ở đâu, xin vui lòng báo tin số điện thoại 08-845-6346, 090-378-5129. Xin cảm ơn và hậu tạ. Tìm người thân. Bà Xuân tìm bạn đồng nghiệp tại khách sạn Đại Nam, Sài Gòn, khoảng thời gian năm 1970-1972. Xin liên lạc địa chỉ embouma@yahoo.fr/milai-anh-hotel, số 185/24 đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tìm người thân. Bà Hồng Mỹ tìm bạn học cũ Tinh Xuân, học trường Pasteur, Sài Gòn, niên học năm 1968. Hiện nay bạn đang ở đâu, xin liên hệ địa chỉ email kawaiidesign@mac.com hoặc liên lạc số điện thoại 0938110042. Rất mong tin của bạn. Tìm người lạc, tìm cha tên Nguyễn Văn Khai, 91 tuổi, đi lạc ngày 2 tháng 1 năm 2008 tại khu vực cầu Năm Lý, phường Phước Bình, quận 9. Khi đi, ông mặc áo sơ mi màu vàng, mặc quần tây màu đen, đội mũ bảo hiểm, ông đi xe đạp điện màu đỏ. Nếu ai biết thông tin của ông Khai ở đâu, xin vui lòng báo về địa chỉ số 32/31 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh. Điện thoại 840-6941, 090-612-8667. Xin cảm ơn và hậu tạ.
Tìm người lạc, tìm ông tên Phan Xuân Hải, tên thường gọi So, 55 tuổi. Đi lạc ngày 17 tháng 12 năm 2007 tại đường Nguyễn Thị Nhỏ, quận 11. Đặc điểm ông cao 1m65, da trắng, người gầy ốm. Khi đi ông mặc quần ngắn màu xanh ở trần. Ai biết thông tin của ông Hải ở đâu xin vui lòng báo về số điện thoại 090-463-4359 gặp chị Hằng. 090-370-9482 gặp anh Khanh. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ. Nhắn tin: mẹ tên Chu Thị Hường tìm con tên Chu Hoàng Tuấn, 10 tuổi, ngụ tại số 22/10 đường Lương Định của phường An Khánh, quận 2. Đi khỏi nhà ngày 13 tháng 12 năm 2007. Khi đi cháu mặc áo màu xanh da trời có in chữ trường tiểu học An Lợi Đông, mặc quần màu xanh dương. Con đang ở đâu về nhà gấp hoặc điện thoại về cho mẹ biết tin. Nếu ai biết thông tin của cháu Tuấn xin vui lòng liên lạc số điện thoại 090-280-3150. 090-880-6820. Xin chân thành cảm ơn. Tin buồn: gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin nghệ sĩ ưu tú Trần Chất, sinh năm 1928, đã từ trần lúc 6 giờ 25 phút ngày 20 tháng 12 năm 2007 nhằm ngày 11 tháng 11 âm lịch. Lễ viếng từ 11 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12 năm 2007. Lễ truy điệu lúc 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 năm 2007 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Vợ: bà Nguyễn Thị Ngọc Dậu, trưởng nam Trần Thành Viên và các con cháu đồng kính báo. Tìm người lạc: tìm em Trần Thị Thanh Thủy, 30 tuổi, đi lạc ngày 8 tháng 12 năm 2007. Khi đi mặc bộ đồ bộ màu tím. Ai gặp em Thủy xin báo về địa chỉ số 91/28/6, đường số 18, phường 8, quận Gò Vấp. Điện thoại 090-866-9306 gặp Bửu, 090-710-5360 gặp Toàn. Xin cảm ơn và hậu tạ. Tìm người lạc: tìm ông Nguyễn Ngọc Bàn, 82 tuổi, đảng trí, đi lạc ngày 19 tháng 12 năm 2007, đặc điểm cao khoảng 1m45. Khi đi mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh da trời, quần ngắn màu xanh đậm. Ai gặp ông Bàn ở đâu xin liên lạc về địa chỉ số 431 Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 899-8927, 098-910-1275 gặp anh Hiền, chị Tâm. Xin cảm ơn và hậu tạ. Thông báo hợp mặt: hợp mặt giao lưu cựu thanh niên xung phong nông trường Hiếu Liêm, tỉnh Đồng Nai vào lúc 8 giờ sáng ngày 30 tháng 12 năm 2007 tại khu du lịch Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Liên hệ đồng chí Đỗ Quang Hanh, số điện thoại 098-322-0656. Tìm người thân: tìm thân nhân của ông Nguyễn Văn Danh. Trước năm 1975, ông Danh ngụ tại Phú Xuân, Nhà Bè, sau đó định cư ở Mỹ. Hiện nay gia đình ông Danh ở đâu nhận được tin này xin liên hệ số điện thoại 940-2582 gặp cô Lan. 090-309-1174 có việc gấp